bác thân mến, mai lại có chợ cây các bác nha. Hôm nay mấy hôm nay thì bận bịu công việc thì chả có trồng được cây gì, nhưng mà ngoảnh đi ngoảnh lại thì nhìn ra vườn thì mấy cái vải đã chín đỏ hết, chịu hết cả cảnh các bác. Chỉ có mấy hôm không để ý mà chín ra mai. Bây giờ là vặt một số quả để thắp hương các cụ trái đầu mùa. Lại mai cũng rằm mà các bác. Đấy, thì chia sẻ với các bác một chút cây nhà lá vườn mà các bác. Đấy, chứ không có cái gì ở bonsai đây cả. À, có một chút cái gốc của nó này, gốc cái vải này. Thì nói chung là ghê gớm lắm. Đây, thì lên lề tí, nói chung là bệ biết ghê gớm lắm. Ba cái thân này, ba cái thân to lắm, nói chung to lắm. Bệ được phết đấy, nhưng mà câu chuyện mà chơi bonsai hay không thì là câu chuyện khác. Chứ còn hôm nay là nói về cái chuyện thu hoạch cái một chút cái cây nhà lá vườn và không có một chút gì chăm bón cả mà nó ra quả rất là nhiều, thì cũng là cảm ơn thiên nhiên. Cũng muốn trái đậu mùa là thắp hương các cụ, một số cây nữa ở kia nó rất nhiều quả, nhưng mà cây này là chín trước các bạn, thì hái để dâng lên các cụ trước các bác nhé. Đấy, chứ không cũng có kinh doanh hay là nhà vườn trang trại gì cả, mà đơn thuần chỉ là trái chín đầu mùa của gia đình thôi. Và mít miếc nữa cũng như vậy, sau này chín thì sẽ dâng lên các cụ trước. Đây các bác nhìn này, trời nó khoảng độ 6:30 tối rồi. Thì nó rất là, nó khá là tối, nên là các bác nhìn cái này nó không được ok, nhưng mà nhìn ngoài này nó mướt mắt sướng lắm. Bây giờ em sẽ trèo lên hái một ít các bác nhá. Sắp hơn các cụ xong thì em xin phép mời các bác nhá. Giống vải này nó thật ra nó chưa chín hẳn, cái giống vải này nó em thấy nó rất là lạ. Ngày xưa không biết là ông cụ nhà em thì lấy ở đâu, nhưng mà cái quả này nó chín, nó không phải màu này, nó một tím các bác nhá. Tím rất là đẹp, mà quả nó rất là ngon, không bao giờ nó bị sâu cuống, bóc ra nó không bao giờ bị tuét nước, ăn nó sần sật như cắn thịt mỡ các bác, bắt tưởng tượng như thế bác nha. Giờ em chặt một số quả xuống để dâng lên các cụ các bác nha, ông bà tổ tiên. Đấy, nó khá là khó khăn một mình các bác. Tôi có lấy cái thang kia ra kìa, nó cao lắm, nó rất là cao mà nó rộng, nó khá khó khăn. Nhưng mà một mình thì tôi lấy cái xào này và tôi bẻ một số chùm thôi để thắp hương ra tiền thôi, chứ còn cái chuyện thu hoạch là ngày mai là để mình ăn đấy. Còn bây giờ là dân các cụ trước, tôi sẽ bật một số cái chùm nó chín hơn đấy các bác nhé. Đấy, khá là tối. Ủa, các bác nhìn rất là nặng. À chà, một tay thật là khó làm. Ui giời, có lẽ nó bị tuột. Ôi giời ơi, các bác nhìn, nó rơi nó vỡ. Ô, có con bọ này. Nhìn có con bọ măng này. Con này chuyên xơi vải này. Đây các bác này. Đấy, ông này chuyên xơi vải, nhìn giống con bọ hung đấy. Quả vải nó căng quá, nó rơi nó nứt đi. Làm cách này phải không ổn các bác nhỉ, như là ta phải chọc xong rồi ta đưa được nó xuống, đừng để rơi này. Kiếm ghê, rổ này cho vào. Tạm thời để đây các bác nhé, chọc thêm mấy chùm nữa. Tối quá. Nó rất là nhiều, nó chịu cũng không biết là nên lấy kênh nào trước.
Ui à. Ôi à. Ôi rồi. Vâng. Đây các bạn. Ôi rồi. Như một chùm này nữa. Khi cả đến một cân ấy chứ. Nhìn đỏ đỏ mà dưới lấy xuống lại xanh xanh đó. Xanh. Rất xanh. Mình kiếm cái chùm thứ 9 mình lấy. Thứ 9 mình lấy. Rất xanh nhỉ. Cây xanh, cây cuống cái đỏ. À, chờ em để em lấy xong thì khoe các bác sau nhé. Đây các bác, hôm trước tối quá với lại nó còn xanh, xanh như này. Thì hôm nay mấy hôm sau mới quay lại được để hoàn thành cái video này. Lấy vài nhưng mà hết mất rồi. Bây giờ là hôm trước nó chín đỏ. Bây giờ cướp nhau với kiến này. Cướp nhau kiến vẫn để kiến đấy, tím rồi, tí nó về để tất rồi đấy. Chưa thấy cái vải này là tím rồi này, tím chứ không phải màu đỏ đâu nhá. Đấy, tím. Thế thì hôm trước nó, các bác xem cái video kia hơi tối rồi, hôm trước ấy nó buông xuống nhìn chung lắm, quả to sừng chín sừng, bây giờ mót thôi, mót lại mấy cái quả ở trên ngọn này, có cái tủ kiến to cướp nhau rồi kiến nó đốt rồi tơi bời và chạy xuống lấy mấy quả mót để ăn. Đây là giống vải gì thì không biết nhé, lúc xanh thì nó hơi chua nhưng mà chín thì ăn rất ngọt mà nó sần sật sần sật. Đây đây là cây vải thiều này, thiều quả nó bé hơn, quả bé hơn, hôm nay được vừa vải. Nhiều ong lắm mà tôi bị đốt mấy nốt không dám lấy. Đây đây cướp nhau với gà. Đó. Nhiều lắm. Đây này. À, một góc. Nó ngược sáng, hơi ngược sáng. Đó, che vào cái mặt trời thì. Đó, nhiều lắm. Mà kia mới lấy. Còn cây nhỏ nhỏ đấy không? Trước chị ong nó đốt cho mấy nốt này. Chạy tới khói. Nhất là có ong hay có kiến. Bỏ lấy xuống thì nó bị gà cướp rồi. Gà rất khoái vải, đang chờ đây. Đó. Giờ để xem các bác quê bác có cái giống vải này không nhá. Nó màu tím nhá các bác nhá, chín màu tím rất là đẹp. Màu tím. Không vải thiều thì không nói. Quả rất nhiều rất sai. Ồ, oh, quả to. Nó ăn chín không chua nhá, sần sật như mà cắn miếng thịt mỡ các bác. Đấy các bác. Thấy không? Đây là mót nhá, xong những quả còi còi còn lại. Ở trên cao. Chứ lấy ăn hết rồi, chưa biếu rồi tắt hương. Các cụ thì biếu mua nhà một ít rồi. Đấy, bây giờ để em chén thử các bác xem quả vải như nào các nhá. Đấy, tôi sẽ bóc thử hai quả bất kỳ. Nó khá đẹp đẹp tím tím này để các bác xem nhé. Đầu tiên là cái cảm nhận về cái giống vải, tôi cũng không biết giống vải gì ngày xưa cụ trồng. Đấy. Nó không có sâu cuống các bác, nó không có sâu cuống đâu. Và bóc ra nó không bị nát, bị chóc nước như của quả vải thiều nhé. Thịt nó rất là dày. Cái chỗ này là nó chơi cái hạt thì không phải sâu nhé. Đấy, nó rất là dày. Cảm giác các bác tưởng tượng như miếng thịt mỡ, rất là dày. Và cái vỏ nó màu tím rất là đẹp. Tím nhé, không phải chín đỏ nhé. Đấy thì mời các bác tay em hơi bẩn đi nhé. Thử với quá nhá. Hạt nó khá to nhưng mà củi dày vì quả to. Nhưng mà ngọt vô cùng quá. Rất ngọt. Rất ngọt. Đây. Mời các bác quả này nhá. Các anh em nào mà gần gì đến tôi nhá. Ăn thoải mái đi. Nhà có cây nhà lá vườn mà chả bón sới đâu. Cứ tự nói. Nhìn các bác nhìn. Màu tím. Đấy nhá. Đây là mót vải các bạn. Mót. Hôm trước quay không?
tối nó khó nhìn lắm. Ngày sớm sớm tí nó còn nắng. Đấy thì quay là hết mất rồi. Nhặt được mấy quả thì quay nốt hoàn thành video. Bởi vì cái giống vải này nó tôi thấy nó lạ quá. Thì tôi muốn chia sẻ và khoe với các bác. Đấy, các bác nhá. Rồi xin cảm ơn các bác. Mời các bác đến thưởng thức vải các bác nhá. Còn cái vải thiều một số quả này thì hãy đi thử nhá. Rồi, bây giờ mang vào cho vợ con nó chén nhá. Cảm ơn các bác. Nụ giống vải quý đấy. Móng tay đen xì đi ăn vải này các bác.